Cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Phe dân chủ đang tuyệt vọng trước tình hình bầu cử. Cristiano em lặng lẽ xóa hai tài khoản mạng xã hội liên kết với bàn trong kỳ nghỉ lễ. Biden rõ ràng thông đồng với giới truyền thông, luôn rào trước các câu hỏi và lựa chọn người được phép phỏng vấn ông ta. Kính thưa quý vị thân mến, trong một bài viết gần đây lydia kiranides đã đưa ra những nhận xét mạnh mẽ về tình hình chính trị hiện tại của hoa kỳ đặc biệt là sự yếu kém của tổng thống joe biden và sự tuyệt vọng của đảng dân chủ lydia bắt đầu bài viết bằng cách so sánh giữa cuộc đua chính trị của trump với một vận động viên người tây ban nha đã mất quy chương vì ăn mừng quá sớm bà khẳng định với tình thế phe đối địch đang rối ren tột độ ở hiện tại chiến dịch của cựu tổng thống trump đang rất gần đến vạch đích tuy nhiên cựu tổng thống vẫn cần phải duy trì sự tập trung cao độ để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ đây là điều mà joe biden không thể làm được trong giai đoạn hiện tại khi ông ta chính là nguồn cơn mang tai họa cho chính đảng của mình biden vừa có một cuộc phỏng vấn với george stephanopoulos của abc news nhưng kết quả không được như mong đợi nói một cách thẳng thắn thì là tệ hại vô cùng biden xuất hiện với dáng vẻ yếu đuối nói năng lẫn lộn và một mực từ chối thực hiện các bài kiểm tra nhận thức stephanopoulos đã hỏi biden bốn lần về việc thực hiện bài kiểm tra nhận thức nhưng cụ Biden liên tục lảng tránh và chuyển hướng câu hỏi đối với ông ta, ông ta thà chết còn hơn để cả thế giới biết về tình trạng sức khỏe tinh thần sa sút của mình. Ngoài ra, cụ Biden còn liên tục mắc sai lầm trong các phát biểu của mình. Một trong những sai lầm đáng chú ý là khi ông ta tự nhận mình là người phụ nữ da đen đầu tiên làm phó tổng thống. Những sai lầm này không chỉ làm mất uy tín của Biden mà còn đặt ra những nguy cơ to lớn về an ninh quốc gia. Lydia nhận định Đảng Dân Chủ giờ đây đang rất tuyệt vọng vì chúng biết rằng nếu Tổng thống Trump trở lại tòa bạch ốc, mọi âm mưu và kế hoạch được bọn chúng thực hiện từ trước đến nay đều sẽ bị phá vỡ. Tội ác của đám thổ phỉ cánh tả này sẽ được phơi bày hoàn toàn trước người dân Hoa Kỳ. Nhưng làm sao có thể ngăn cản được Donald Trump tiến đến bạch cung khi chốt chặn cuối cùng của phe Dân Chủ? Giờ đây là cặp đôi trời sinh Biden-Harris, một tổng thống bất trí, nhu nhược, cùng một bà phó tổng ngu dốt và hung hăng Chúng chỉ còn cách che giấu chứng lẩm cẩm của cụ Biden bằng cách sử dụng đám truyền thông tin tức giả. Cụ thể, hầu hết những khoảnh khắc đóng băng mất trí của cụ ta đều bị đám tin tức giả che giấu hoặc nói giảm nói tránh. Theo Lydia, có chưa tới 49% cử tri đăng ký tin rằng Biden có đủ khả năng nhận thức để làm tổng thống, ngay cả trong số những người thuộc đảng dân chủ, không phải tất cả đều tin tưởng vào khả năng của cụ Biden. Tuy nhiên, cuộc chiến của tổng thống Trump vẫn còn đó. Ông ấy không chỉ là chống lại đối thủ Biden mà còn đang chống lại truyền thông dòng chính thiên tả, Hollywood và các nhà tài phiệt quyền lực như Clinton, Obama và Soros. Nhiều nhà phân tích đã cảnh báo cựu tổng thống không nên ngủ quên trên chiến thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên với Biden mà nên cảnh giác và tập trung cao độ để giành lấy chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trận mạc của mình, chuyên đối đầu với các phe cánh thù địch mặc cho chúng có lạm dụng hệ thống tư pháp Donald Trump được nhiều người tin tưởng sẽ là tổng thống tiếp theo, là tổng tư lệnh của Hoa Kỳ trong 4 năm tới, và ông sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, xóa bỏ chế độ cầm quyền độc tài của Biden cùng đảng Dân Chủ. Kính thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ 4 tháng 7, thống đốc bang South Dakota Kristi Noem đã lặng lẽ xóa hai tài khoản mạng xã hội liên kết với bang mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Hành động này đã thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương và các nhà quan sát chính trị. Theo báo cáo của Fox News và các phương tiện truyền thông địa phương, hai tài khoản bị xóa bao gồm tài khoản X chính thức của Noem, A cộng GOV Christine Noem và tài khoản Facebook của thống đốc Noem. Khi truy cập vào các trang này, người dùng nhận được thông báo rằng tài khoản không tồn tại hoặc nội dung không khả dụng. Sự việc này đã gây xôn xao trong cộng đồng mạng xã hội, với nhiều người đặt câu hỏi về lý do tại sao thống đốc Noem lại xóa các tài khoản chính thức này một người dùng Facebook trong một nhóm riêng tư tại sao The Coder đã đăng. Thống đốc Christy Noem đã xóa trang Facebook chính thức của bà ta hồi nào vậy? Phát ngôn viên của Noem, Ian Fury, đã xác nhận rằng các cập nhật chính thức từ văn phòng thống đốc sẽ được đăng tải trên tài khoản X mới có tên a -G Noem Office. Tài khoản này được tạo vào đầu tháng 7 và bắt đầu đăng các thông cáo báo chí từ ngày 3 tháng 7. Các chính trị gia cũng đang bàn luận về vấn đề này. Dân biểu bang Tony Fairhausen chia sẻ với suisse live rằng ông không chắc lý do tại sao thống đốc lại xóa các tài khoản này, nhưng nhấn mạnh rằng việc có nhiều tài khoản X và Facebook để phân biệt giữa nhiệm vụ chính thức và các hoạt động chính trị là rất phổ biến đối với các quan chức được bầu. Ông giải thích, trên một tài khoản chính trị hoặc cá nhân, bạn có thể đưa ra ý kiến hoặc quảng bá các sự kiện chiến dịch, trong khi trên tài khoản chính thức, bạn sẽ cung cấp thông tin về hành động của chính phủ bang, ứng phó thiên tai và nhiều vấn đề khác. Trước khi bị xóa, hai tài khoản này đã thu hút hơn 700.000 người theo dõi. Tài khoản X của Noem đặc biệt nổi tiếng trong thời kỳ đại dịch, khi bà nhấn mạnh việc giữ cho bang của mình mở cửa, trong khi nhiều bang khác phải đóng cửa theo các lệnh hạn chế của chính phủ. Gần đây, thống đốc Noem đã đối mặt với chỉ trích mạnh mẽ từ cả phe bảo thủ và phe tự do trên mạng xã hội sau khi một đoạn trích từ hội ký mới của bà không quay lại, tiết lộ việc bà đã giết một con chó trang trại tên là Cricket hơn 20 năm trước Noam đã bảo vệ hành động này trong một tuyên bố đăng trên tài khoản X cá nhân của mình vào tháng 4, giải thích rằng con chó Cricket đã có hành vi hung hăng với người khác bằng cách cắn họ. Hành động xóa tài khoản mạng xã hội của thống đốc Noam đã gây ra nhiều tranh cãi và đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và động cơ đằng sau quyết định này. Việc này cũng là một phần trong loạt sự kiện liên quan đến sự nghiệp chính trị và cuộc sống cá nhân của bà, thu hút sự chú ý từ cả công chúng và giới truyền thông. Thưa quý vị, những tiết lộ mới từ các nhà báo rằng chiến dịch của joe biden đã cung cấp câu hỏi trước cho họ trong các buổi phỏng vấn với tổng thống là minh chứng mới nhất về việc tổng thống biden và truyền thông bị cáo buộc thông đồng với nhau để nâng cao hiệu suất của cụ già đó trong suốt nhiệm kỳ của mình gần đây một số nhà báo địa phương đã thừa nhận rằng chiến dịch của biden đã cung cấp cho họ các câu hỏi trước khi phỏng vấn ví dụ andrea lawful sanders người dẫn chương trình radio ở philadelphia đã nói với cnn rằng bà đã nhận được một số câu hỏi Tám câu hỏi và bốn câu trong số đó đã được chọn trước khi bà phỏng vấn Biden vào ngày 3 tháng 7. Tương tự, Ian Ingram, người dẫn chương trình radio ở Milwaukee, cũng cho biết rằng ông đã nhận được một số câu hỏi cho Biden trước khi phỏng vấn tổng thống. Những tiết lộ này đã làm gia tăng mối lo ngại về khả năng xử lý công việc của Biden và sẽ còn đáng lo ngại hơn nếu ông ta tái đắc cử nhiệm kỳ tới. Người dẫn chương trình CNN Victor Blackwell đã nói, nếu Tòa Bạch Ốc đang cố gắng chứng minh sức mạnh và sự nhạy bén của Tổng thống, vậy thì việc gửi câu hỏi cho cuộc phỏng vấn để Tổng thống biết trước mình sẽ trả lời như thế nào không phải là đang công khai việc ông ta thiếu nhạy bén trong ứng xử hay sao? Vậy có khác gì lại ông tôi ở buổi này? Đây không phải là lần đầu tiên Biden tham gia các cuộc phỏng vấn và họp báo có điều kiện được phê duyệt trước. Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của mình, đội ngũ của Biden đã nhiều lần bị cáo buộc chọn trước các nhà báo mà ông có thể trả lời trong các cuộc họp báo. Một sự kiện nổi bật vào tháng 8 năm 2021 là khi Biden dạ dột tuyên bố giữa buổi họp báo rằng ông đã được đưa danh sách các nhà báo cần gọi tên và được hướng dẫn sử dụng danh sách này. Thời điểm đó, dân biểu Claudia Tenney đã hỏi, Biden vừa nói tôi được hướng dẫn gọi tên nhà báo này. Ai đã hướng dẫn ông ta gọi tên nhà báo này? Ai thật sự đang điều hành đất nước vậy? Biden có đang bị thế lực nào đứng sau điều khiển không? Trong một cuộc họp báo tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Geneva vào tháng 6 năm 2021, Biden cũng đã thừa nhận rằng ông đã được đưa danh sách các nhà báo để gọi tên. "Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn và như thường lệ, họ đã đưa cho tôi danh sách những người tôi sẽ gọi tên." Biden nói sau cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir Putin. Đối với câu hỏi về việc đội ngũ của Biden gửi các câu hỏi chuẩn bị trước cho các người dẫn chương trình radio trước các buổi phỏng vấn tuần này, phát ngôn viên chiến dịch của Biden, Lauren Hitt, đã trả lời rằng việc này không phải là điều bất thường, không hề hiếm khi những người phỏng vấn chia sẻ các chủ đề họ muốn đề cập trước. Những câu hỏi này liên quan đến các tin tức trong ngày. Tổng thống được hỏi về hiệu suất trong cuộc tranh luận cũng như những gì ông đã làm cho người Mỹ gốc Phi. Hít bổ sung, chúng tôi không điều kiện hóa các cuộc phỏng vấn dựa trên việc chấp nhận những câu hỏi này. Và các người dẫn chương trình luôn tự do hỏi những câu hỏi mà họ cho rằng sẽ cung cấp thông tin tốt nhất cho khán giả của họ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lời biện bạch của Lauren Hitt vẫn chưa thỏa đáng, bởi vì cái họ muốn xem là độ dạy bén của người đang lãnh đạo quốc gia của họ chứ không phải những câu hỏi rập khuôn được soạn sẵn rồi đọc ra như đang trả bài. Những tiết lộ mới này về cách thức Biden và đội ngũ của ông điều chỉnh các cuộc phỏng vấn và hợp báo chỉ là phần nổi của tảng băng trong lịch sử dài của các cáo buộc về sự thiếu minh bạch và điều chỉnh truyền thông của đương kim tổng thống cùng đám tay sai của ông ta. Với cuộc bầu cử tổng thống 2024 đang đến gần, những vấn đề này sẽ tiếp tục là đề tài được nhiều người khai thác để công kích và hạ bệ ông tổng thống tồi tệ nhất Hoa Kỳ này.